Um, chào tất cả các bạn nhé. À, video này á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách gieo đào. Đây các bạn, đây uh, hiện tại trên tay mình đây là cái hạt đào nguyên hạt đào nha các bạn. Đó. À, đây là đào núi, đào nương đó các bạn. Đó, mình thì mình ở Lai Châu, Lai Châu thì uh, mình hay trồng ở uh, nương các bạn. Đó. À, bình thường thì các bạn uh, hay gieo nguyên cái hạt đào này thì có thể là mất một năm hai năm thậm chí là ba năm mới có thể lên mầm các bạn. Đó. À, thì vì sao nó lại lâu như vậy thì đây các bạn xem. Đây hạt đào thì các bạn cũng biết là nó rất là cứng. Đó. Chỉ cho vào một năm thì nó không thể là 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 mốc và lên mầm được. Thì làm sao để chúng ta gieo chỉ trong vòng 15 năm ngày đến một tháng là nó có thể lên mầm thì đây các bạn <laughs> à, hiện tại đây thì mình đã bóc được đây, bóc tách vỏ ngoài ra hết rồi đó. Đó. À, các bạn hãy bóc hết như này á các bạn đậm vỡ ra thì nó sẽ nguyên cái hạt ở trong đó các bạn đó. khi đó các bạn gieo thì nó sẽ lên rất là nhanh chỉ trong vòng uh, một tháng hơn một tháng tí là 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 lên mầm hết rồi, rất là nhanh và hiệu quả luôn các bạn. À, mình gieo kiểu này thì mình gieo <laughs> với khoảng cách là 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 hai mét một quả à, một hạt các bạn. Đó. Vì sao mình lại gieo như vậy thì đây các bạn mình không làm bầu đâu nhá các bạn. À, làm bầu thì đối với trường hợp mà các bạn di chuyển xa các bạn rời xa di chuyển để trồng từ nương này sang nương khác thì các bạn phải làm bầu còn mình gieo đây thì ở đây các bạn đây là nương của mình Đó, mình sẽ trồng ngay tại nương thì mình không phải di chuyển nên là 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 mình chỉ gieo rồi lên rồi mình tách mình tách cả đất đi trồng luôn các bạn Đó, mình gieo khoảng cách là 20 phân 20 phân thì mình sẽ tách cả gốc lấn đất đi trồng thì uh, như vậy là đối với uh, mình trồng ở gần nương ở gần uh, ở tại uh, vườn chứ di chuyển xa thì uh, chắc chắn là các bạn phải có bầu các bạn mới uh, di chuyển được nhé nhưng mà mình có uh, một cái mẹo như này nếu mà các bạn uh, các bạn trồng ở nương ở nương nào thì các bạn nên gieo ở nương đấy luôn để lúc mình đi mình tách đi trồng thì nó sẽ cùng một loại đất đi thì nó sẽ phù hợp nó thích nghi rồi thì mình trồng thì nó rất là dễ sống nhưng trồng vẫy đào non này mình nó vừa mới lên được tầm 20 phân mình đi đem đi trồng thì với tỷ lệ sống là mình đảm bảo với các bạn là một trăm phần trăm luôn Đó, các bạn hãy làm theo mình đây mình sẽ gieo cho bạn xem đây các bạn đây là khoảng cách nha các bạn ạ À, khi mà các bạn uh, gieo ấy các bạn <laughs> để 20 phân khi các bạn tách xong uh, còn là uh, cái gốc này thì là các bạn lại lại tách tầm uh, một miếng đất với lại uh, gốc là khoảng uh, khoảng tầm bằng cái bát nữa các bạn. To bằng cái bát mình ăn cơm ấy, thì các bạn uh, tách cả đất đi trồng ấy, thì uh, sống rất là tốt. Đây 20 phần một uh, một hạt nha các bạn. Đó. Các bạn hãy xếp xếp thành hàng đi xong là xếp hết đi rồi 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 các bạn dùng que đây các bạn nếu mà các bạn xếp hết rồi các bạn hãy chọc rồi cho vào các bạn lấp đất là ok à, xếp hết đi rồi các bạn lấp nhá à, nếu mà các bạn lấp từng viên từng hạt một đó thì các bạn không biết là hàng tiếp theo là kệ bao nhiêu đâu đã vừa rồi ở đây cho các bạn một viên đây rồi thì mình vẫn phải xếp cho hết đã rồi mình lấp đất sau các bạn là gieo hạt đào ấy, các bạn cũng phải tìm loại giống đào nào mà tốt nhất để các bạn gieo chứ các bạn gieo đào lung tung thì cành nó không được đẹp đâu. đây là loại giống đào của mình, đây mình quay một chút cho các bạn xem, đây là giống đào rất là đẹp luôn. các bạn hãy xem cành của nó nhé. đó các bạn, đây là giống đào mà mình vừa mới gieo, các bạn xem cành rất là nhiều luôn nhé họ ờ, mình sẽ quay xa hơn một chút cho bạn dễ nhìn họ ờ, mình thấy đây là một loại giống đào rất là tốt nên mình đã chọn giống để uh, gieo đây bạn vừa mới lên mà rất nhiều kèng luôn đây bạn rất là lắm càng luôn ạ Mấy cây này thì mình trồng cách đây Hai uh, năm rồi các bạn họ hai năm rồi nó lớn như này rồi các bạn Đây các bạn mình đã uh, Xếp hết rồi bây giờ là mình chỉ cần uh, dùng que chọc lỗ xong mình uh, lấp vào là xong thôi đây các bạn bên kia mình có trồng à, được à mình có uh, gieo trước uh, mấy ngày rồi gieo được mấy ngày rồi mà chưa lên đâu các bạn đó, mình chỉ gieo được uh, cách đây ba bốn ngày gì đó thôi chưa lên bây giờ mình lại gieo tiếp bên này nữa đó thành hai luống rất là nhiều luôn à, còn với các hạn này ấy, mình hướng dẫn các bạn đậm nhé nếu mà đây các bạn nếu các bạn uh, đậm như này thì nó sẽ nát hết nhé nát hết hạt các bạn hãy đập theo chiều có cái đường đường nước đó bạn hãy đập theo chiều này đó mình đập 10 viên ăn 10 viên luôn nếu mà các bạn không biết đậm thì đậm vỡ hết à, mình đập khoảng 3 phút là được tầm này nó hơn chắc phải hơn 300 viên các bạn à, 300 hạt luôn đậm rất là nhanh thôi à, đây là cách gieo hạt đào của mình, mình không phải là học từ đâu đâu. Đây là mình gieo một vài lần mình biết và thấy cách này là 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 rất là tuyệt vời và rất hiệu quả luôn. Nếu các bạn thích chơi đào thì các bạn hãy gieo theo cách của mình. Còn nếu các bạn trồng xa thì các bạn có thể là làm bầu, đóng bầu để để các bạn dễ chuyển. Chưa xa các bạn làm như kiểu mình đây thì khi các bạn tách đi trồng á thì có thể là đất nó bung ra thì mình trồng với hiệu quả với hiệu quả sống là 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 không cao. Đó, mình làm như này thì mình trồng tại nương hiệu quả rất là cao luôn. À, khi các bạn gieo kiểu này á, các bạn tuyệt đối không được tưới nước nha các bạn. <laughs> Nếu mà các bạn tưới nước á thì chắc chắn là cái hạt của mình sẽ thối kể cả các bạn tưới thì lâu lâu các bạn mới tưới một lần thôi chứ các bạn tưới thường xuyên sáng tối hoặc là một hai ngày các bạn tưới một lần thì chắc chắn là cái hạt của bạn sẽ thối đi à, nhưng với điều kiện là các bạn phải gieo ở những nơi mà có độ ẩm cao nó mới ra một trăm phần trăm được nhé. đó Mình gieo kiểu này á mình đảm bảo với các bạn là chín mươi phần trăm là 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 lên mầm. Ok à, vậy thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành uh, lớp. Thì uh, quá trình uh, video dài uh, thì mình chỉ quay vậy thôi. Mình uh, nói vậy thì chắc chắn là các bạn rất hiểu rồi. Thì, uh, nếu uh, các bạn thấy uh, video của mình uh, thật sự là gọi là có ích, uh, giúp ích cho bạn uh, thì uh, các bạn uh, hãy share cho mọi người cùng xem. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh, các bạn lần đầu ghé vào kênh của mình thì uh, các bạn thấy. Uh, thích thì các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những clip sắp tới của mình nhé. À, ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Và mình cũng nói qua một chút khi à, <laughs> à, các bạn các bạn gieo xong á thì à, các bạn hãy rào thật ký vào khi lên khi lên mầm rồi á các bạn phải à, chăm sóc thật tốt vào, phải rào tốt nếu không à, thì à, con chuộn sẽ cán hết của bạn nhé Mình đã bị một lần như vậy rồi à, gieo lên tầm à, 15 phân 10 phân 15 phân á, thì chuộn sẽ tha hết của mình chuột sẽ cán đứt hết của bạn luôn thì các bạn hãy dò thật ký vào nhé rồi chào các bạn